Hiện tại anh em cái cảnh đầy Việt đang có mặt tại thị trấn Nhân Trạch, chùa Long Hưng, để hỗ trợ cho thầy xử lý những cái cây mai suy yếu. Trong đây thì nó có hai cái cây mai nó nặng cần xử lý liền. Thì nhân cái dịp ra đây, mình sẽ ghi hình, chia sẻ lại các vấn đề quan trọng trong cái quá trình xử lý cây mai, tóm tắt ngắn gọn để cho anh em có thể xem tham khảo. Còn cái quá trình làm như thế nào thì cây cảnh đại Việt đã chia sẻ rất chi tiết trong các cái clip trước đây. Còn trong cái clip này đó là cây cảnh đại Việt sẽ nhấn mạnh các cái yếu tố, các cái điểm quan trọng cần phải có để đảm bảo cái quá trình cứu cây nó thành công, cũng như là cho cái cây nó phát triển mạnh. Anh em ấy vệ sinh da cây, loại bỏ hết các cái loại nấm rong rêu, nấm trắng, nấm đen ở trên cây. Mục đích là để chúng ta phun nước cũng như là thuốc á, là nó sẽ thẩm thấu qua cái da, nó giúp cây nó khỏe hơn trong cái quá trình chúng ta cứu cây. Rồi cái bộ rễ chúng ta kiểm tra coi rễ nó có bình thường hay không, hay là có bị bệnh hay không. Thì cây mai này á, khi khô ra thì thấy cái rễ cám nó có ra, nhưng mà nó bị đóng cục. Cái đóng cục như thế này nè, rất là nhiều. Và đây là một cái loại bệnh là rất là nguy hiểm trên cây mai. Sau cái bệnh tiến trùng rễ, hầu hết những cái cây mai mà bị cái rễ này á, thường những cái cây mai lớn như thế này á, thường khoảng 2 năm. Còn những cây mai nhỏ mà nó non trong vòng 1 năm mà nó sẽ chết. Anh em có kích rễ cỡ nào đi nữa thì nó cũng không ăn thua. Nó ra rồi nó vẫn bị, tao phải trị dứt điểm cái bệnh này. Phải loại bỏ hết những cái phần rễ này, chúng ta phải dùng thuốc để chúng ta pha cái thuốc trị kết hợp với cái thuốc mà kích rễ, chúng ta ngâm hoặc là chúng ta phun cho cái bộ rễ này nó thấm thuốc trong khoảng 4 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó để ráo, chúng ta bắt đầu trồng. Thì ở đây cái cảnh này Việt sẽ nhấn mạnh các cái yếu tố cần thiết phải có trong cái quá trình cứu cây. Thứ nhất là anh em phải có cái nguồn nước sạch, như nước ao hồ, nước mưa, nước giếng mà phải được lọc sạch. Cái khái niệm nước sạch ở đây á, là nước không bị phèn, không bị mặn lợ, không nhiễm các cái kim loại nặng, ví dụ như là chì, nhôm. Những cái mạch nước ngầm khoan tầm khoảng trên 300 m rất hay bị. Nếu như chúng ta lọc bằng cái hệ thống thông thường thì chúng ta chỉ lọc được phèn thôi, còn những cái kim loại nặng chì thì chúng ta lọc không được. Mà dùng cái nước đó để tưới vào cây, cây khỏe thì nó cũng suy luôn, chứ đừng nói như cây suy mà nó sống. Cái thứ hai là cái chất trồng. Thì để thuận lợi cho cái quá trình kích rễ cây mai á, thì chúng ta sử dụng cái hỗn hợp. Cái đó là cái gì vậy? Có xây dựa cho sống không? Lấy đổ ở đây bao cho em coi. Thì anh em sử dụng cái xây dừa cháu sống. Xây dừa phải được là rửa ha, ngâm nước xử lý cái nước chát. Bây giờ là xây dừa mà non á rất là nhiều, ta phun màu á rất là nguy hiểm. Và cái cháu sống á, thì chúng ta sử dụng một phần thôi, xây dừa 4 phần. Cái quan trọng nhất là phải có cát thì phải cát to, cát nước ngọt. Thì hiện tại ở Việt Nam thì nó đang có hai cái nguồn cát là cát Đồng Nai hoặc là cát suối á, là nó ngọt. Và cái cát mà từ Campuchia về, cái hạt cát nó phải to. Nếu như anh em sử dụng cát để kích rễ cây mai rất là ok, nhưng mà cát phải to, cát nhuyễn là nguy hiểm. Rồi cái hỗn hợp xơ dừa nó sống đã chọn sẵn ha, có cái tỷ lệ là 4 xơ dừa 1 cát. Rồi sử dụng thêm một phần nữa là
là cát. Nhiều anh em thì thích dùng cát nhiều thì có thể là trộn tỷ lệ là 1:2, 2 xe dừa 1 cát. Ở đây thì do khu vực ở miền Nam mưa nhiều thì mình sử dụng là 1 phần cát, 4 phần cái hỗn hợp xe dừa cháo sống để đưa vào trong cái bộ rễ cái mai này để kích rễ cho nó. Rồi cái yếu tố thứ ba là trong cái quá trình mà chăm sóc cây mai sau khi xử lý á, thì anh em phải dùng lưới chúng ta che nắng, giảm nắng là một. Cái thứ hai là phải giữ ẩm thân cây nó mát như thế này, bằng cách là chúng ta phun nước mát trên cây thường xuyên, hoặc là anh em dùng quải hay bông gòn chúng ta quấn vô cây á để giữ ẩm cho cây cho nó mát. Thì khi cái nhiệt độ mà nắng nóng mà 37, 38, 39 cho lên đó, thì nó rất là nóng, rút cây. Rồi cái thứ tư á, là cái quan trọng nhất là chúng ta đánh giá được mức độ suy của cây. Để chúng ta cắt nhánh, cắt như thế nào, cắt tới đâu để cho đảm bảo là trong vòng 40 ngày cho đến 60 ngày cây nó ra rễ á, mà cái nhánh của chúng ta á, nó mới ra cái mục. Đồng thời là các cái vị trí cắt của nhánh á, là nó không có bị thâm, không bị khô, cho nó mất sức á. Nếu chúng ta cắt gần quá thì mới 10 ngày bắt đầu nó khô nó thâm nữa thì cây chắc chắn nó sẽ không có ra tược. Và các cái vị trí nhánh nó nhỏ quá thì nó sẽ ra lá, ra cái chồi sớm quá, thì trong cái thời gian đó chúng ta chưa kích rễ được cái cây mai thì cây mai sẽ ra lá sớm hơn ra rễ, dẫn đến khoảng chừng trong vòng 40 ngày cho đến là 60 ngày thì lá nó sẽ héo và nó sẽ chết nhanh. Cho nên đó là cái cú cây nó khác cái trồng cây. Làm sao làm mà chúng ta kiểm tra cái bộ rễ của nó, chúng ta định lượng được là trong thời gian bao nhiêu ngày nó ra rễ, rồi lá ra sao, thì lúc đó là mới an toàn. Rồi cái bước cuối cùng là cái bước thứ năm quan trọng nhất là sau khi chúng ta trồng một cái cây hoàn chỉnh rồi, chúng ta chăm như thế nào để cây nó ra rễ. Thì hồi nãy giờ bốn cái bước mà mình nhấn mạnh cần phải có trong cái quá trình cứu cây, thì cái bước thứ năm là cái bước mà chúng ta chăm sóc, là để kích rễ cho cây là không được dư nước, chúng ta giữ cái độ ẩm cho chất trồng để rễ cây nó mát. Mà như vậy thì cái chất trồng ta đưa vào nó phải thoáng, không được giữ nước ẩm nhưng mà nó khô, thì nó mới thuận lợi cho cái quá trình là ra rễ. Rồi cái chu kỳ là kích rễ thì chúng ta tưới phun là 7 ngày chúng ta tưới phun một lần, mỗi ngày là chúng ta phải phun nước mát ở trên cây thường xuyên để giữ ẩm cho cây. Một số trường hợp là những cái cây mai nặng á, nếu chúng ta xác định là nó khó có ra rễ, nó bị nặng quá, thì anh em có thể sử dụng cây mai con để chúng ta ghép rễ. Còn trong những trường hợp mà chúng ta quan sát, chúng ta tính toán được là cây này nó ra rễ được thì chúng ta không cần phải ghép. Khi vệ sinh cái cây như thế này cho nó sạch, anh em phải để cho cái rễ nó khô thì chúng ta mới cho rễ tiếp xúc với thuốc bằng cách là ngâm hoặc là phun thuốc. Phun thuốc xong rồi để cho rễ nó khô nữa rồi chúng ta mới trồng. Khi trồng thì anh em phải ém chặt cái chất trồng vô trong độ rễ, rồi sau đó để cho nó khô, rồi chúng ta mới đưa thuốc kích rễ. Thường thường là sau 3 ngày kể từ cái ngày chúng ta hoàn chỉnh cái cây.
những cái cây mai mà xíu á, lâu ngày nấm rong rêu nó bám, nhất là cái nấm đen, nấm phấn trắng là nó bám đặc trên da, chúng ta vệ sinh cho nó sạch để khi mà chúng ta phun cái thuốc mà thuốc dưỡng á, nó thấm vô cây, cây nó mau khỏe. Còn cái bộ rễ thì anh em dùng cái vò chúng ta khịt vệ sinh cho nó sạch để chúng ta cắt và cắt rễ. À, trong cái quá trình mà chúng ta chích rễ cây mai, anh em phải cố định cái cây mai nó đứng yên nha, để tránh trường hợp mà gió nó thổi cây nó lắc, hoặc là khi cây nó ra lá đó, nó cản gió, gió lắc cây nó đậm rễ rất là dễ nguy hiểm, dễ chết. Cho nên là chúng ta khi chúng ta che lưới cho cây là phải che ở trên, không được tiếp xúc với cái cây mai của mình. Nhiều anh em là dùng cái lưới chúng ta che phủ lên cây luôn, nhiều khi gió nó lớn nó lắc cây nó động rễ là coi như xong, nguy hiểm. Rồi cái chất trồng chúng ta đưa vào trong cây là phải chặt, đảm bảo là tất cả các vị trí của rễ đều tiếp xúc với cái chất trồng.